Hello, xin chào cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game King Legacy nhé mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử ép cái viên ngọc độc vào cái thanh kiếm 10M này của mình nhé mọi người. Thì cái kiếm này hiện tại nó là xài ngọc điện. Thanh kiếm 10M này nó có cái hiệu ứng gì nhìn ngộ ấy nhờ. Hiệu ứng mới à mọi người. Đây nhà mình mới để á, mình hỏi mấy ông này có mấy ông nào biết không? Tại bữa giờ mình cũng đâu có cầm đến thanh kiếm ở đâu mọi người ạ. Hiện tại thì chúng ta đang ở trong cái quá trình gọi là đi tìm mấy cái viên ngọc nào mà đam nó to. Hiện tại mình thấy là viên ngọc độc có vẻ như là nó ok hơn cái viên điện với cái viên lửa, nên mình thử ép nó vào cái thanh kiếm 10M này mình dùng thử nha. Hình như là còn hai viên ngọc nữa, nhưng mà tốn cái đó tốn hình như đồ khá là nhiều để ép mọi người. Và hai viên ngọc đó là nó nghiêng về BBB. Thì có thể là sẽ sau cái video này thì tôi sẽ đi săn con rồng để tôi kiếm cái móng vuốt rồng để tôi phải ghép cái viên ngọc mấy cái viên ngọc BBB nhé mọi người. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ thử ép cái viên ngọc độc vào thanh kiếm này thử nha. 35k tư cho cái viên ngọc điện này mọi người nhé. Thì chắc là chúng ta ép vào, nhưng mà chúng ta sẽ không đi BBB đâu, tại nó chỉ nghiêng về viên ngọc độc này, nó chỉ nghiêng về đam thôi. Đồ thì tôi đã đủ rồi nhé mọi người. Ba cái lọ mực dưới rau mực chứ nói chung là đầy đủ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép cái viên ngọc độc cho chúng ta ép vào cái thanh kiếm này nha. Đấy, đủ rồi nha. Chúng ta sẽ ghép và chúng ta ép vô, bỏ viên ngọc điện đi, chơi mấy cái viên ngọc cho nó mới và cho nó lạ nha mọi người nhé. Thì mọi người thấy thì thanh kiếm này nhìn thì ngoại hình nó khá là lạ, nhưng mà đam thì như mình cảm giác như nó yếu đi bớt thì sao mọi người ạ. Còn 30 mấy k thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ráp vô, xong chúng ta sẽ đi test arm, xong rồi chúng ta sẽ đi đánh boss nha mọi người. Đó, đánh boss đi, chứ chúng mình cũng chưa BBB mọi người. Hiện tại thì tôi BBB gà lắm, không phải như lúc trước là tôi BBB, tôi chơi nhiều thì tôi BBB mới hay, chứ giờ thì phế lắm mọi người ạ. Đó, cái ngoại hình nhìn nó cũng không khác là mấy nhỉ. Ngoại hình không khác là mấy mọi người, chắc là phải tắt haki đi, chắc là chúng ta mới thấy rõ được cái ngoại hình, cái hiệu ứng độc của cái thanh kiếm 10M này. Đấy, cái đó đó. Giờ chúng ta sẽ đi đánh boss nha mọi người nhé. Dùng đi đánh boss luôn đi, đánh mấy cái con boss ngoài biển luôn nhé mọi người, để tôi cho nó server bên kia. Coi ở bên kia đang có con gì chúng ta đánh, chúng ta test luôn. John này không? Một đứa gọi là cái đứa này nó xíu nữa nó sẽ chỉ chúng ta đi đánh boss C3. John này nó mọi người nhé. Không biết con đầu tiên chúng ta con gì ta? Con rồng dưới nước, hoặc là con rồng, hoặc là con cua thì ok, chứ đừng ra con Kraken nha. Kraken lười đánh lắm, nhưng mà mình test mà, có gì đó đó. Trời ơi, đúng là Kraken thiệt mọi người ạ. Bây giờ mình đang xài cái nón tăng đam luôn nha mọi người. Mình đang xài cái nón tăng đam kiếm luôn. Bây giờ chúng ta ra ngoài này, chúng ta làm nhẹ cái nha. Coi thử thanh kiếm này nó sẽ gây ra được lượng đam là bao nhiêu. Bay ra ngoài kia. Tôi thấy viên ngọc độc này nó ngon nên tôi thấy cái kiếm là xài được thì tôi ép cho thôi mọi người ạ. À, ui 34k 5 à 35k. Ui đây là xài trái quỷ vô rồi mọi người ạ. À, 35k nha. Đấy, đấy đúng là Kraken thiệt. Kraken thì đánh chiêu chiêu, trời ơi đánh chết. Tôi đánh heo con nào không vậy? Thì heo. Tôi quốc không nào. Thôi chúng ta đổi server đi. Nó kêu tôi qua server bên kia có cái con rồng bơi dưới nước. Đánh con rồng bơi dưới nước đi. Chứ đánh cái con này làm cái gì mọi người? Này phế lắm, chả được đồ gì cả. Sắp tới thì tôi sẽ cố gắng test hết tất cả những ngọc mới luôn, còn hai viên mới nữa. Có lẽ là video sau thì mình sẽ là đi săn mọi người ạ. À, đi săn săn mấy cái fan trước, săn mấy cái móng vuốt rồng trước, xong rồi chúng ta mới có mới đi ghép được. Cái vuốt rồng nó gọi là đi tìm cũng hơi căng đó mọi người à, không đừng đùa đâu, nên ép vô mấy ép ngọc bằng cái món vuốt rồng cũng khá là tiếc á. Còn một viên ngọc nữa, một viên ngọc giống như kiểu ngọc bóng tối á, nhưng mà từ từ đã. Cái đó thì chúng ta có cái nào chúng ta test cái đó trước. Ui, con rồng luôn nè, ngon, chúng ta sẽ thử test con rồng. Coi như đánh thôi mọi người ạ, chứ test thì không phải là test. Cái gì mà 3-4 con rồng nó đu theo con rồng đó vậy? Rồi, không ali tôi rồi. Không ali tôi rồi, nó quýnh tôi sập sình rồi mọi người ạ. Ui, cũng được. Mới vừa quýnh hẹo ông nào nữa kìa. BB limit luôn mà. Chắc là ông đó gặp tôi nãy giờ hơi nhiều ấy. Ok,
cái này chú ý chúng ta đánh con boss thôi mọi người nhé. Chúng ta đánh con boss coi có drop cái gì không, xíu nữa mình sẽ vô mình đánh con quái để mình test trước. Chứ đánh con boss rồng này chúng ta đánh tập trung để chúng ta gây đam cho nó đủ đam thôi mọi người ạ. Chứ giờ mà kêu tôi phải nhìn lượng đam nữa thì hơi khó, tại tập trung đánh cho nó đủ đam. Đông người quá, không đánh không đủ đam. Hình như là con này tôi nhớ là đánh tầm khoảng 200k máu, 200k máu, 300k máu vậy là đủ đam rồi mọi người ạ. Thì chừng 2-3 cái combo là đủ đam con boss rồi, cũng không quá khó đâu. Xài luôn cái cây kiếm 10M luôn. Tôi thấy cái viên ngọc nào mà thấy ok là tôi ghép vô hết. Ghép vô mấy cái kiếm mà chúng ta hay dùng nhiều á, cây vô ru nè, cây súng kiếm thì cây súng kiếm thì tôi đã ghép cái viên ngọc màu hồng rồi. Cây màu hồng, cái viên ngọc màu hồng đó thì cũng được, nhưng mà nó cũng khó kích hoạt một xíu mọi người ạ. Một viên ngọc độc này mình thấy khá là ngon. Nó giống ngọc lửa, nó giống ngọc lửa nhưng mà mình cảm giác nó đốt nó diệt độc đau hơn ngọc lửa đốt mọi người ạ. Nên tôi lấy thì xài luôn. Hơn được rồi, tính ra hơn được viên ngọc điện, hồi nãy đánh thấy hình như hơn được viên ngọc điện tầm khoảng được 1.5 máu phải. 1.5 máu là được rồi mọi người ơi, đòi hỏi chi nhiều đúng không? Coi thử con này chúng ta rớt được cái gì không? Tôi đang đi đâu rớt được cái răng luôn rồi sao đúng không? Cái sòng kiếm của con rồng này khó quá mọi người ơi. Nó có 0.86%, không biết đánh biết chừng nào nó mới rớt rồi. Được cái đó nữa. Tôi chắc là tôi săn mới được tầm khoảng 20-30 con rồng vậy thôi à. Cũng ít mọi người nên nhiều khi khó. Mấy ông kia chắc là nói chung là tùy vào sự may mắn của mọi người thôi. Có đứa trong cái cọ tôi đứa kia nó đánh 100+ con đã rớt cái gì đâu. Tôi nhiều khi tôi đánh con này nó rớt luôn thì sao đúng không? Chập ngà máu rồi mọi người ạ. Nhiều đây thì đánh lẹ lắm. Tôi thấy cái gì ngọc nào ok là ghép vô hết, xài hết. Thì ngày hôm qua có bạn bảo tôi là cái viên ngọc kia là nó tăng khả năng hồi máu chứ không phải là nó hút máu mọi người à. Chắc là do tôi làm không kỹ rồi. Thì confirm lại là mọi người bảo là viên ngọc kia nó sẽ hồi máu nhanh hơn một xíu cho mọi người á. Cái viên ngọc và cái hình trái tim á, nó sẽ hồi máu nhanh hơn cho mọi người một xíu. Chứ nó không phải là ngọc hút máu. Vậy là nó với cái ngọc hút máu là hai tác dụng khác nhau nha. Đúng là dốt tiếng Anh. Thông cảm mọi người, dốt tiếng Anh là không tới thì chị tôi nói sao nó hút máu bao nhiêu đâu, vậy là nó hồi máu nhanh hơn một xíu thôi. Trời ơi, được 16 game luôn, thấy gớm thiệt chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử di chuyển vào trong đi, chúng ta thử cái thanh kiếm này nhé mọi người nhé. Ta thử cái thanh kiếm này coi thử nó ra bao nhiêu đam nhé mọi người nhé. Đó mọi người nhìn hiệu ứng, phải tắt cái haki bá dương đi, chúng ta vừa lập tắt cái haki đi thì chúng ta mới thấy được cái hiệu ứng độc của nó. Cái quách tờ heo gì á, 69k đam mọi người, chắc bị lag hay là tôi đang được nhận búp cái gì á, chứ làm gì mà có vụ đánh 69k đam như thế này. Ảo giác rồi mọi người ơi, chắc là bị lỗi hay gì rồi, làm gì có vụ đó. Để tôi ra tôi test lại mọi người, cái gì mà 69k đam game bẹp rồi, chắc là bị lỗi gì mọi người. Cái cây ngọc này, cái viên ngọc độc này mà ghép vô cây kiếm 10m đánh 69k đam thì ai xài mấy viên ngọc khác nữa đúng không? Chắc là bị lắc hay gì rồi mọi người ạ. À đây. Đây 35k mọi người, 35-36k là cùng à. Chắc là hồi nãy là bị lỗi gì á. Gì hết hồn, đánh phát ra 69k đam mọi người ạ. Chắc là bị lắc hay lúc đó tôi đang nhận búp gì á. Chứ làm gì cái vụ đó, đâu lại một hai lần nữa coi. Đúng rồi, vậy là chắc là hồi nãy nó nhảy lắc hay là bị cái gì rồi mọi người ạ. À, đúng rồi, tầm khoảng 36k, 35-36k vậy là hơn được viên ngọc điện tầm khoảng được 1k đam thôi mọi người ạ. Còn cái pha hồi nãy là chắc là bị lỗi gì rồi. Tuy nhiên hết hồn, đánh 69k đam mọi người ạ. Ảo giác thật chứ, chắc là lúc đó tôi đang nhận búp gì á, chứ không phải vậy đâu. Vậy thì viên ngọc điện nay mà dùng tới đấy đúng không? Đó. Thì đây là tất cả gì về cái viên ngọc độc. Khi chúng ta ép vào thanh kiếm 10M thì nó sẽ hơn được viên ngọc điện tầm khoảng 1.5 đến 2k máu thôi mọi người ạ. Còn hồi nãy lúc đầu chắc là bị lắc hay sao á, tôi quýnh xong tôi giật mình lên 69.000 máu. Đây đúng rồi, chắc là nó lại bị lắc hay gì rồi. Đây nó chỉ tầm hơn được khoảng, đây nó hơn tầm khoảng được đúng 1.5 hoặc 2k máu là cùng mọi người ạ, không hơn được nữa. Chắc bị lỗi hay gì rồi, hết hồn. Tự nhiên ngọc điện gì động viên ngọc độc mà ép vô cây kiếm 10M mà đánh ra cỡ đó thì thôi.
ai mà gọi là ai mà xài mấy cái viên ngọc kia nữa đúng không? Rồi, và đây là tất cả những gì mà cái video này tôi muốn gọi là test cho mọi người xem, thì cũng dùng được mọi người khá là ok luôn, cũng không phế đâu nha. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn mọi người video sau luôn nha. Bye bye.